Kính thưa quý vị, sáng sớm hôm nay thì Đà Lạt lại có mưa đấy quý vị nè. Thì mấy hôm trước cứ vào buổi chiều là Đà Lạt lại có mưa, nhưng mà hôm nay nó lại mưa sáng luôn. Nó mưa từ tối khuya hôm qua cho đến giờ luôn quý vị. Có lẽ nó mưa đến trưa luôn đấy. Đà Lạt thì năm nay bước vào mùa mưa sớm. Mới cuối tháng 3 thôi mà đã mưa rồi. Thì mỗi năm là Đà Lạt bắt đầu vào mùa mưa khoảng tháng 5, nhưng năm nay sớm hơn, có lẽ do thời tiết bất thường. Trời thì không mưa to đâu quý vị ha, nhưng mà cũng đủ để làm cho khí hậu của Đà Lạt trở nên lạnh lẽo hơn và nó buồn hơn nữa quý vị. Sáng nay thì mình đang chạy trên con đường Nguyễn Văn Cừ, vòng lên khu Hòa Bình, rồi sau đó xin mời quý vị anh chị và các bạn cùng với mình đi thăm lại khu vực dân cư ấp Ánh Sáng. Thì hồi trước mình cũng có làm một cái clip ở đây rồi. Bây giờ hôm nay trời mưa, mình quay lại để xem sao. Sáng nay trời mưa nhưng mà ở quanh bờ hồ Xuân Hương này người ta đang tổ chức một cái giải đua chạy việt dã đó quý vị. Hình như là ở bên ngành công an của tỉnh. Chính vì trời mưa đó cho nên đường phố của Đà Lạt, cái dòng xe cộ cũng như là người đi lại nó cũng trở nên thưa thớt và nó vắng hơn. Thực sự ra khi mà bước vào mùa mưa thì Đà Lạt nó cũng có những cái nét đẹp riêng cũng như là những cái điều thú vị rất là tuyệt vời. Nếu như mà chúng ta lên phố núi vào mùa này đó quý vị ha, thì cũng có thể ngồi ở trong những quán cà phê ngắm mưa rơi, ngắm những dòng người lưa thưa đang che u che dù đi lại ở ngoài đường, thì nó cho ta những cái tâm trạng phải nói cũng rất là đặc biệt. Và xíu nữa lên đây đổ xe lại, mình cầm một cái dù để đi trong mưa, xem thử có cái tâm trạng gì đặc biệt không. Trong số những vị khán giả đang xem những video của Kênh Đà Lạt ngày nay á, thì cũng có rất là nhiều người đã từng sinh ra và lớn lên ở cái thành phố thân yêu này, nhưng mà vì một lý do gì đó họ đã rời xa thành phố này để đến một vùng địa phương khác cũng như là ra nước ngoài để định cư và vẫn chưa có cơ hội để quay lại thăm thành phố này. Cho nên những cái hình ảnh rất là thân thuộc như thế này đó quý vị ha, thì cũng có thể làm cho quý vị đỡ nhớ quê hương, đỡ nhớ nhà hơn. Và cũng có rất là nhiều người đã từng lên Đà Lạt khá là nhiều lần, và có thể là mới ngày hôm qua thôi nhưng mà họ đã cảm thấy nhớ nhung thành phố này rồi. Đó là những người có tình yêu rất là đích thực, rất là mạnh liệt đối với cái phố núi này quý vị ha. Bây giờ mình tới đằng kia đổ xe lại và đi bộ xuống ấp Ánh Sáng. Đi bộ vào buổi sáng sớm thì nó cũng tập thể dục luôn quý vị, tốt cho sức khỏe. Đứng đây mà nhìn ra xa là cái bờ hồ Xuân Hương đó quý vị ha. Ở đây ra đó thì tầm khoảng 200m thôi. Ở trên kia là đường Nguyễn Chí Thanh, có một cái lối mòn rất là cũ kỹ để dẫn chúng ta đi xuống ấp Ánh Sáng này.
Cái bữa ăn sáng này ngày xưa mà chưa giải tỏa đó quý vị thì nó cũng khá là rộng, chủ yếu là bà con người Huế vào đây lập ấp và làm ruộng vườn ở đây, trồng rau trồng bông gì ở khu vực này đó quý vị. Rồi họ còn buôn bán những cái món ẩm thực trữ danh của người Huế đó. Cái mé bên phía tay trái có cái công viên cũng như con đường Nguyễn Văn Cừ đó, thì bây giờ người ta đã giải tỏa và làm công viên rồi. Còn mé bên này vẫn chưa di dời đi. Nhưng mà mình nghĩ trong tương lai theo xu hướng phát triển và đô thị hóa thì khu vực này cũng sẽ vĩnh viễn bị biến mất. Và mình cũng tranh thủ đi ghi lại những cái hình ảnh như thế này để làm kỷ niệm đó quý vị ha. Đây là một cái ấp phải nói rất là lâu đời, mang dáng dấp của Đà Lạt xưa còn sót lại và nằm ngay trung tâm, được bao bọc bởi những cái khu phố, những con đường và những dãy nhà phải nói rất hiện đại và sầm uất. Ở đây có khá là nhiều những cái căn nhà cổ, họ làm bằng gỗ đó quý vị, cũng khá là lâu đời rồi, có lẽ mấy thế hệ ở đây rồi. Và những cái căn nhà cấp 4 với những cái mảng tường cũ kỹ, bong tróc và rêu phong, cũng như là cái con đường lát đá này, nó cho mình cái cảm giác hay hay đó quý vị, không thể nào nói nên lời được. Bữa hôm cái thằng ở phố quấy cố xong mấy người ở trên Vàng Thanh về mua bình trái. Dạ. Về hỏi mua bình trái. Xong nói gì không cô? Em thì giới thiệu đó, thằng này thì cũng giới thiệu cho cô. Dạ. Thì em ở trên Vàng Thanh họ tìm về mua bình trái. Hoa thanh lịch. À. Cảm chưa? Hết bánh rồi. Chơi hơn nữa mình. Thời gian trước cũng khá là lâu rồi mình vào quay ở đây thì cũng gặp bà cô ngồi nướng bánh tráng, và hôm nay quay lại cô vẫn ngồi đây để nướng bánh tráng, thì đây là cái công việc mưu sinh của cô hàng ngày rồi. Người dân ấp Ánh Sáng ở mé đằng sau này thì họ cũng mưu sinh đủ thứ ngành nghề hết, vì ở sau này mình thấy họ không có mở ra để kinh doanh buôn bán gì hết quý vị, hình như là nhà để ở thôi. Và họ cũng ra ngoài khu vực chợ đêm đấy để mưu sinh, như là bán hàng rong này, rồi bán những cái mặt hàng mà ẩm thực đường phố đó. Rồi quý vị thấy người ta hay để những cái bộ bàn ghế ở những cái vỉa hè đó, bánh tráng nướng, ngô khoai lang, rồi sữa đậu nành gì đó, cũng cư dân ở trong này ra bán đó quý vị. Và trong tương lai khi mà nhà nước giải tỏa khu vực này thì người dân ở đây sẽ được đền bù với một cái khoản tiền khá là lớn, nếu như mà không nói là khủng, và có thể trở thành đại gia bất cứ lúc nào đâu quý vị. Đi hết con hẻm này, ở đằng kia là có một cái chợ người ta hay gọi là chợ ấp Ánh Sáng. Đây là chợ nhỏ, chợ cóc, chợ tạm và chợ dân sinh thôi, nhưng mà nó có từ lâu đời rồi. Nhiều lúc cư dân ở đây đi ra chợ Đà Lạt rất là gần thôi, nhưng mà người ta lại không ra chợ Đà Lạt, mà người ta hay mua sắm ở khu vực chợ ấp Ánh Sáng này. Cũng như là không phải người dân ở đây đâu, mà người dân ở chỗ khác nữa, họ cũng ra khu ấp Ánh Sáng này để mua đồ rồi quý vị. Tại vì ở đây người ta bán rau rán, rồi thịt thà cá mú gì đó, nó cũng khá là rẻ và tươi ngon. Trời mưa, che dù mà đi trong một cái con phố nhỏ nhỏ như thế này thì có một cái cảm giác gì đó hay hay đó quý vị. Và hay như thế nào thì mình không thể nào diễn tả được. Quý vị cứ che dù đi đi, rồi quý vị sẽ thấy nó hay như thế nào. Nhiều lúc lên Đà Lạt chúng ta cũng không nhất thiết phải đi vào những cái khu vực đẹp sang chảnh đâu, mà chúng ta cũng có thể đi dạo khám phá khắp các ngõ ngách của Đà Lạt như thế này thì cũng rất là thú vị đó.
Và đây là chợ ấp Ánh Sáng đó quý vị ha. Có rất là nhiều những cái sạp bán rau củ quả. Còn mé bên này là người ta bán cá đó quý vị này, cá biển đem lên. Đây là cá Phan Rang đem lên đó, rất là tươi ngon đó quý vị. Dân Đà Lạt thì chủ yếu ăn cá biển là khu vực Phan Rang đem lên quý vị ha. Tại vì cự ly ở dưới Phan Rang đem lên đây thì nó cũng gần. Và cá hải sản ở Phan Rang thì nó rất là tươi ngon, cũng như là rẻ nữa. Đây là những cái bậc cầu thang đá đi lên con đường Nguyễn Chí Thanh. Cái cầu thang này rất là lâu rồi quý vị. Từ cái hồi mà mình mới đặt chân vào đây nó đã có rồi. Mình nghĩ nó còn có từ rất là lâu trước đó nữa. Bây giờ vẫn còn, và sau này không biết còn không. Và chúng ta nhìn xa xa đằng kia, đó là cái con đường Bà Triệu đó. Hôm nay trời mưa phùn, mưa không có to đâu quý vị, nó cứ rả rít như thế này thôi. Nhưng mà nếu không có ô thì cũng đủ làm cho người ta ướt áo đâu quý vị ha. Nếu như mà chúng ta mua cá này rồi hải sản, khu vực chợ Ánh Sáng này cũng như là chợ Cẩm Đô đó là hai khu vực bán phải nói ngon bậc nhất của thành phố Đà Lạt đó quý vị. Ở đây có những cái con ngò nhỏ như thế này để thông và dẫn chúng ta đi tới mé đằng trước của ấp Ánh Sáng. Con đường này thì ngày xưa cũng là đường lát đá, nhưng mà bây giờ người ta đổ bê tông rồi, đi nó dễ dàng hơn. Ở mé trước này thì bà con buôn bán rất là nhiều những cái mặt hàng, và chủ yếu là người ta bán hàng ăn đó quý vị ha. Khu vực này thì bán bún riêu và đặc biệt là món bún bò Huế trứ danh. Nói chung người Huế, ẩm thực Huế thì nó có mặt khắp ba miền. Đến miền nào thì người ta lại biến tấu đi cho nó hợp khẩu vị với cư dân ở miền đó. Và ẩm thực Huế thì phải nói cư dân ba miền đều có thể ăn được và có thể dùng được. Nói chung ẩm thực của Đà Lạt thì nó rất là đa dạng, hồi đủ, Bắc Trung Nam đều có hết được quý vị. Và đến đây thì người ta lại biến tấu đi và tạo nên một cái nét riêng, rất là riêng của Đà Lạt. Khi mà quý vị lên Đà Lạt thì dùng ẩm thực của thành phố này, nó cảm thấy có cái vị mặn mặn của miền Bắc, cay cay của miền Trung, cũng như là ngọt ngọt của miền Nam. Đấy, mình là người miền Trung cho nên gì thích ăn mặn và cay. Nhưng mà khi vào đây mình không thể nào mà ăn được những cái món ngọt ngọt của người miền Nam. Nhưng hiện tại bây giờ mình cũng quen rồi và cũng ăn được luôn rồi quý vị. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong đoạn clip vừa rồi. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.